xuống xem chú cớ xem nào, chú cớ nhà cửa thế nào rồi. Ai xa, đại ca đâu về đây? Không không lạnh à? Trời mưa vẫn cởi chuồng. Đấy, xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Ngày hôm nay thì Minh Hiếu tiếp tục trở lại nhà ba cháu nhỏ mồ côi. Tuy nhiên là hiện tại công trình vẫn đang tạm dừng thi công, lý do là trời mưa. Đấy, còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo chân Minh Hiếu cùng với Xính đi xuống nhà chú cớ một chút xem là chú cớ là đợt video trước thì Minh Hiếu cũng vào dặn xem em cớ làm khơi thông cống rãnh xem là ok chưa. Đấy. Không biết là có làm chưa. Bởi vì là mưa gió nữa cũng rất là lo. Ô, xin chào nhá. Đang đang đào rãnh à em? Ô, mưa thế này không đội gì à? Ô. Đấy. Phải ua lo lo như thế nhá. Hôm nọ ua me me quá. Làm lâu chưa cỡ? Làm một tí à? Đấy, làm to như thế nhá. Ôi mưa quá, đi nấp vào đây tí đã, nhà xính nhỉ. Mưa quá. Rồi, xin chào các bác tí nhé. Chào xin chào các ông các bà, các cô các bác ạ. Rồi. Đấy. Mưa quá. Nhà mưa thế này thì nấp vào chỗ mưa thôi, không 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 mũ nón gì à cớ? Sao không áo mưa, không có áo mưa mặc à? Ô. Đấy, hôm nọ thì Minh Hiếu vào thì có dặn em cớ rằng là em cớ cũng cũng làm một một chút rồi, nhưng tuy nhiên là cái rãnh nó bé quá để cho nó đảm bảo cái hệ thống thoát nước trong mùa mưa này. Thì Minh Hiếu có dặn em cớ là khơi thông cái cống rãnh này, khơi thông cái rãnh này cho nó to một tí để cho nó thoát nước đi, không có nhấm ngấm vào cái chân tường. Tường này thì rất là nguy hiểm. Đấy. Cái này là cũng không cần phải tiền, để cho hai vợ chồng làm túc tắc cũng được. Mưa quá, mấy hôm nay mưa suốt thế này thì rất là khó rồi. Phải nói là cái nhà của Xính là bây giờ là mưa thế này là không làm được đó, tạm dừng đó. Sao lại tay bé quá nhỉ? Bình thường là ăn được mấy bát cơm? Hả? Hai bát à? Nhưng mà sao tay lại bé thế? Tay phải to như tay chú chứ. Tay bé quá. Ăn được hai bát cơm à? À mai mai chú, nếu mà chú vào thì chú mua thịt cho nhá. Hết thịt à? À chào Mỹ Tu nhá. Ủa chị đấy. Nó màu à? Nó chị. Đấy, cậu này là theo cảm xúc, theo cảm hứng. Thích thì nói, trả lời. Vui vui thì nói một tí. Phải nói là cậu này cũng rất thông minh, tuy nhiên là hơi khó tính tí. Mưa quá, nhà xính nhà. Nhưng mà phải chịu khó ăn vào nhá. Ăn uống khỏe vào, hết hết còn gạo không? Gạo còn đúng không? Lúc nào hết gạo thì bảo chú nhá. Hết gạo thì bảo chú mang lên nhá. Thế nào, thì ngó qua tí cái hệ thống thoát nước của em cớ thế nào, em làm có đảm bảo ok không? Đấy, nhưng mà cái này cho vào xe rùa đấy cớ ơi. Em cho vào xe rùa thì mang đi đổ ghế. Em cho lên đây thì mưa to thì nó lại Xính đi lấy xe rùa về cho chú đi, xúc vào xe rùa. Có sẻng, lấy sẻng của mơn anh em sẻng kìa. Xúc lên đây mai kia gà bới nó lại. Đây gà bới nó lại xuống đây, hiểu chưa? À đấy, lấy con giun cho gà ăn. Đấy, gà bới nó lại xuống đây hoặc là mưa to nó lại rơi xuống đây, hiểu chưa? Nên là mình phải cho đất đi chỗ khác đi nhá. Đây lấy xe rùa về. Lấy sẻng về xúc vào. Đấy, những cái này này vét đi hết đi. Cho nó đỡ dính chỗ này này. Nhá, mưa quá. Ôi rồi các bác ạ. Ngày nào cũng mưa. Nhà dột nhiều không? Dột lắm à?
Đấy, video trước thì Minh Hiếu cũng có thông tin một chút về cái tài chính nhà em Cớ. Thì tiếp tục nhận được cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân, chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Hà Nội gửi cho là 10 triệu đồng để góp vào cái quỹ xây nhà, sửa nhà, xây nhà. Đấy, thì dự tính của Minh Hiếu rằng là nếu mà có tiền, số tiền lớn ấy, thì đang tính là xây nhà cho em Cớ. Nếu mà số tiền mà chỉ dừng lại 10 triệu hoặc là 20 triệu thì khả năng là mua pro hoặc là tôn về sửa cái mái rồi, thay cái mái rồi. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là cái tường là cũng đã nứt rất là nhiều rồi. Đấy, phải nếu mà có tiền thì phải xây lại mới thôi. Nên là như thế. Còn về cái còn dư số tiền thì nếu mà còn dư được ấy thì khả năng Minh Hiếu sẽ mua cho em Cớ một chiếc xe máy, như dự tính là mua cho em Cớ một chiếc xe máy khoảng độ 10 triệu xe cũ thôi. 10 triệu, mười mấy triệu đấy, xe cũ thôi. Để em Cớ đón Mỹ cũng như là Xính đi học. Tới nay là đi học là phải có xe máy rồi. Cuối tuần không có đi bộ là chục cây số là khả năng là cũng khó. Cớ thì biết đi xe máy rồi nhưng mà lại không có. Hình như là cũng chưa có bằng hay sao đâu, chỉ biết rồi. Nhưng mà đường xã này thì đường ở thôn này khả năng là cũng chưa cần lắm. Đấy. Đấy, cho bà xe rùa, đúng rồi. Xính đi vào đây đi, Xính ơi. Mưa quá, đi vào đây đi. Mưa quá. Đấy, cỡ xúc vào đi. Xúc hết đất đi, đổ đi. Ừ. Xong là tí nữa nhớ rửa cái xe rùa cho anh em thợ nhá. Ờ, sợ nó dính đất mai anh em lại cho cát vào ấy, cho cát chát vào ấy. Ừ, rửa sạch sẽ nhá. Tí nữa lấy nước rửa sạch sẽ nhá, rùa đi nhá. Ờ, ok. Xem nào, trong này trơn lắm. Hôm nọ Minh Hiếu sắp ngã một phát rồi, sắp cày mặt xuống ấy. Đấy, thấy chưa? Ô, mưa quá. Đấy. Nhà không có mũ nón gì à? Không có hả? Ồ. Thế mai nếu mà anh nhớ thì anh mang mua vào cho một cái mũ. Cái mũ cối à, cái mũ cọ, mũ lá cọ ấy có đội không? Hay là không thích đội mũ? Không có cái mũ nào. Ồ, đàn gà này đẹp phết nhỉ. Nhưng ở đây trời mưa dính nó lông nó ấy hết đúng không? Bây giờ em đang cho cám à? Cho cám nó ăn à? 40 con mà lớn hết là thoải mái thịt nhỉ. Không có ủng đi à? Không có ủng đi như vợ à? À, mỗi một đôi à? Mỗi một đôi là vợ đi rồi à? Không phải mà. Ủng ấy, không có ủng à? Đi dép này nó dính đất đấy. Đi ủng như vợ kia. Mò chỉ mò à? Chỉ mò à? Ôi, con gà này. Con gà này nó ăn con run. Nó sắp bị mắc cổ này, cớ này. To quá. Yeah. Nó no chỉ tàu này. To quá. Cái này đúng ra em phải cắt hoặc là băm cho nó. To quá. Đúng rồi, khơi đi sạch sẽ đi.
Cứ trước mắt là cứ làm như thế đã nhá. Trước mắt là chưa có tiền là em cứ khơi thông công rãnh đã. Cho nó ok đã nhá. Còn nếu mà có tiền được nhiều tiền thì sẽ dỡ nhà làm nhà nhè. Còn không có thì thay cái mái thôi nhá. Tiền thay mái thì cơ bản bây giờ là nếu mà mái bờ đô là ok rồi. Đấy, mình hiểu nhận được 10 triệu của chị ở Hà Nội rồi. Có 10 triệu là ok rồi. Là mái, nếu mà mái bờ đô xi măng là được. Còn cây cối thì em cớ chắc là tự đi liên hệ rồi là đi xin. Bởi vì là những cái kèo này thì chắc là cũng phải thay mới hết. Nếu mà có bờ đô mới. Chứng tỏ bờ đô này cũng không được lâu đâu đúng không? Em lập được 9 năm à? Từ lúc khá đẻ là làm cái nhà này à? Hay là như nào? Làm lâu chưa? Cái nhà này làm lâu chưa? Làm lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Ham tàu sung rồi? Cậu. Cậu sung? Con tàu sung. Hả? Con tàu sung. Ừ. Cái đứa là 20, 20, 20 tuổi. 20, cái đất này á? Ừ. 20 năm rồi á? 26 ấy. À, 26 năm rồi. Ừ. À. Cái bộ lô thay. Ô, thế nào, thế hôm nọ bảo là mới. Hôm nọ bảo là từ lúc mình đẻ, có phải đâu. Từ lúc mình đẻ, mình bây giờ có được có 8-9 tuổi thôi. Thực ra là chỗ này là trước kia là khả năng là cũng có rãnh rồi. Nhưng mà tuy nhiên là kiểu ở đây là bên trên là có nương ngô ấy. Nên là mỗi lần mưa to là đất nó trôi về một chút là nó cũng lấp đầy như thế này. Ngày trước là cũng có rãnh rồi đúng không? Trước em cũng làm rãnh như thế rồi đúng không? À, chẳng có là trôi xuống là nó lại đầy như thế đúng không? Ừ. Bây giờ thì làm sâu một tí cho nước nó không động ở đây. Lâu lâu mình phải khơi, mưa to về mình phải khơi một tí. Thì nó mới thành rãnh to được. Mè mè mà. Làm thế là nó bắn hết đến người ấy. Hai vợ chồng thì phải nói là trong thời gian xính mỉ làm nhà thì các em cũng rất là nhiệt tình để giúp hai cháu. Bởi vì là cũng không có ai cả. Có cái câu chuyện mà người mẹ thì khi mà Minh Hiếu cùng với Tuấn có được gặp gỡ một lần, người mẹ cũng có tâm sự về cái câu chuyện riêng tư của người mẹ. Thì đa phần là nhiều khán giả là để lại những cái bình luận là phải nói là đáng trách về người mẹ vô tâm bỏ những đứa con đi, rất là thương. Nhìn cậu mình út là phải nói là Minh Hiếu còn rất là thương. Nếu mà chẳng qua là Minh Hiếu cũng không có điều kiện nuôi dưỡng đầy đủ. Nếu mà có điều kiện là Minh Hiếu đem ra thị trấn rồi, đem ra ngoài cho nhà Minh Hiếu để nuôi cái cậu mình. Bởi vì nhìn cũng rất là thương, cậu bé tí nhìn thương lắm. Xong là lại thiếu đi. Nếu mà không có cái sự mà kết nối yêu thương thì các bé còn khó khăn còn khổ nữa, không biết là ở nào. Sau khi có được sự chia sẻ cũng như là sự ủng hộ của tất cả mọi người ấy, thì các cháu cũng đã có cơ hội được đi học rồi. Rồi là cái lớn hơn nữa là có tiền xây được cái căn nhà. Phải nói là một cái điều rất là tuyệt vời. Các em có mơ ước thì cũng rất là khó, nếu mà không có sự kết nối rất là khó có được những cái số tiền, những cái cơ hội được đến trường như thế. Và hiện tại thì Minh Hiếu cũng đang nhờ chỗ thầy Trung, không biết là kết quả như nào. Đang nhờ chỗ thầy Trung là
cố gắng giúp hai cháu tí để xin chỗ thầy hiệu trưởng cho các cháu trở lại trường. Còn về cậu Xính thì khả năng là Minh Hiếu đang hơi lo, bởi vì đợt đó Minh Hiếu cũng trao đổi lại chỗ các thầy, rồi là cũng qua những cái kênh khác nhau thì Minh Hiếu cũng có nhận được những cái câu trả lời của nhiều thầy cô rằng là khả năng là Xính rất là khó có cơ hội quay trở lại trường vì tuổi tác các bác ạ. Vì tuổi của Xính là bây giờ là hơi lớn rồi, 14 tuổi rồi. Đi được không? Hơi trơn nhá, cẩn thận nhá, chỗ đấy lại có cái hàng rào nữa. Đấy, 14 tuổi rồi. Do vậy là cực kỳ là khó luôn. Đấy, nó là kiểu giao thoa giữa cấp tiểu học và cấp 2. Đấy, do vậy là sợ là khó, thứ nhất là theo tiểu học thì lại già quá, theo cấp 2 thì lại sợ lại không có bằng tiểu học, thì các thầy cũng rất là khó nhận. Xính thì đang lo, còn Mỹ thì đang học cấp 3 thì khả năng là trong độ tuổi thì yên tâm rồi. Hiện tại thì Minh Hiếu vẫn đang chờ đợi cái kết quả của thầy Trung. Thầy Trung thì cũng hứa rằng là sẽ giúp các cháu là xin trở lại trường. Đấy, bây giờ là cởi bỏ dép rồi đúng không? Trơn quá đúng không? Cái này em phải tí nữa phải lấy vét, lấy quà về vét cho nó sạch nữa nhá. Cho nó đẹp luôn, vuông vắn như bộ đội nhá. Bây giờ được đấy nha. Đấy, cái này em thấy nó ứ động chưa? Rồi, từ từ nha, để anh đi quét. Rồi. Ôi rồi, rồi, em xúc đi. Cứ xúc đi. Đấy. Không có mưa to nữa là nó tràn vào nhà đấy đúng không? Rất là nguy hiểm luôn. Hôm nay thì anh em thợ đang cái chỗ nhà của Xính ấy, đang nghỉ do trời mưa nên em cớ tranh thủ cho em cớ là lao động tí, làm cái phần việc của nhà mình tí, không là ngày nào cũng lên giúp Xính à. Việc nhà mình là cũng chưa làm được. Và hôm nay cũng trời mưa một tí. Để cho công tác phòng chống đảm bảo an toàn trong thời gian mưa bão này. Vì bây giờ cũng chưa có tiền, cũng chưa kịp làm được cái mái nhà. Nên là trước mắt là cứ làm những cái công việc như thế ra. Cái chỗ này nếu mà mưa to là tràn lên nhà phải không? Có tràn lên cái tường kia không? Có. Mưa to là nước có ngập lên kia không? Có mà. Có ngập lên đấy à? Đấy, nguy hiểm đấy. Đến chỗ đấy á? Ừ. Là cũng nguy hiểm đấy đúng không? Đây cái chỗ này là cái chỗ này mái bờ rô nó còn vỡ hết luôn này. Vỡ rồi. Cái xà này là bị mục chỗ này. Vợ em là năm nay là bao nhiêu tuổi? À, hát tờ sung 21 à? Ninh Cầu Y à? Vợ em là bằng tuổi em à hay là khác tuổi? Bằng tuổi à? Em 29 à? 94 à?
Đấy. Mưa quá cũng không hộ chú cớ được nha. Nhưng mưa là không hộ đâu nhá. Đấy, vào trong nhà thì bỏ mũ ra. Ra ngoài thì nắng thì mới nắng mưa là mưa thì mưa nhỏ thì mới đội cái này được nhá. Mưa to là không đội được đâu. Đấy, cái mũ này là mũ này lâu lắm không giặt rồi đúng không? Mai hôm nào nắng thì giặt đi nhá. Có xà phòng không? Có xà phòng không? Xà phòng các bác gửi cho vẫn còn đúng không? Đấy, quả mũ này rất là xịn. Thấy Tuấn nói là mũ này là 800-900 nghìn một cái mũ này đấy. Không phải đùa đâu. Mũ này 800-900 nghìn một cái đấy. Biết 800-900 nghìn là bao nhiêu tiền không? Biết đếm tiền đến 1 triệu không? Biết không? Biết à? 1 triệu là mấy tờ 500? Mấy tờ 500? 2 tờ. 2 tờ 500 là được 1 triệu nhá. 500 nghìn ấy. Biết tờ 500 nghìn không? Có biết không? Biết rồi, đi học biết nhá. Quan trọng là bây giờ đi học là biết tiền này, biết tính toán này. Đấy. Cộng trừ nhân chia này. Đấy. Biết chữ này. Biết tiền là tờ bao nhiêu này. Tờ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 này. 50.000, 100.000, 200, 500 này. Đấy. Thì mới được. Không có là mai lớn lên là đi buôn bán này, đi đi làm thuê ở đâu là họ cho bao nhiêu tiền là không biết đâu nhá. Phải biết số tiền. Đấy, thì nhà chú cớ thì bên trong là như thế. Hôm nay thì mưa bé là không dột, nhưng mà những trận mưa to là sẽ dột rất nhiều luôn. Hôm trước thì mình Hiếu có vào đây thì cũng có mua móc cho em cớ rồi, mua móc, mua gạo các thứ. Đấy, những cái món đồ cần thiết và thiết yếu. Tới này là khả năng mình Hiếu mua cho em cớ những cái bát ăn cơm nữa. Hình như là nhà chú cớ là không có bát ăn cơm mà toàn ăn bằng Âu á. Cái bát ăn cơm mà. Bát là không thấy đâu cả. Đấy, và cái chậu giặt quần áo thì cũng thấy, chả thấy chú cớ có cái chậu giặt quần áo đâu cả. Có không? Xính. Có một cái bé hay to? Bé thôi à? Có một cái bé à? À, khả năng là sẽ sử dụng những cái số tiền đấy để mua những cái món đồ thiết yếu cho em cớ trước. Không có là mua nhiều quá thì cũng khó. Nhà cửa thì như thế, bây giờ mà muốn mua cái giường nữa vào hay là mua món đồ nào vào thì cứ dột như này là cũng không biết mang đi để đâu luôn. Không biết để chỗ nào mới không dột luôn. Xin đi đuổi con gà của chú ra ngoài đi. Đi đuổi con gà nó ra ngoài đi. Xính. Xính ơi. Đây là bà nội của Xính à? Phải không? Bà nội của Xính không? Bà nẻ tai hát tàu sung. Chào. I O P Pro Chi Châu. Châu là 66 tuổi à? Châu là 60 tuổi, 66 đúng không? Phải không? 66 tuổi. Đấy, nhưng mà nhìn bà có vẻ là cũng thế là đợt trước là lúc mà mẹ Xính không ở đây đi lấy chồng khác ấy, là Xính về ở với bà nội phải không? Bà nội nuôi dưỡng đúng không? Xong là hộ nhà chú làm việc, chú cho cơm à? Chú cho cơm ăn đúng không? Đấy. Sau này lớn lên là phải biết giúp đỡ chú nhá, nghe chưa? Đấy, ok, xem là sau này chú cỡ làm đến đâu rồi. Nhưng mà
Khả năng là mai phải bảo cớ là nghiên cứu cái chỗ để cỏ này, cỏ cũng để trong nhà luôn này. Khả năng để ở đâu cái chỗ gần chuồng trại kia luôn, chứ cỏ kiếc là không để trong nhà như thế được. Ui ôi, ngan con đông thế. Ngan này khác ấp à cớ? Ngan này nhà em khác ấp à? Ngan con này. À, khác ấp hay mua về? Khá mà, con phải mua về mà. Khác đẻ trứng à? Ai ra? Được đấy nhỉ. Sắp xong chưa? À, cố gắng lên. Đấy, làm vuốt vuốt đi cho nó đẹp đẹp đi nhá. Ừ. Rồi. Như thế này nó mới thoát nước được, cho cái đầu kia nó cấp thấp một tí nữa. Cơ ạ. Cho cái chỗ đây này. Từ đây đi cho nó thấp thấp tí nữa nhá. Ừ, trong nước nó mới đi được. Không có nước nó đọng ở đây đấy. Hôm nay thì vào đây tại em cớ hôm nọ mình hiểu, hôm trước mình hiểu cũng dặn em cớ rồi là làm cái khơi thông cái rãnh đi, bởi vì mùa này mùa mưa rất là to luôn, có những trận mưa rất là to luôn, phải làm trước như thế. Không có là nước nó vào đây này, khả năng nước cũng vào đây một phần nó mới mốc như thế này. Nhìn rất là mốc này. Đấy, cứ làm như thế là đẹp rồi. Ừ. À, hôm nào trong hôm nào rảnh rảnh thì phát chỗ này lấy cho bò ăn. Đây này. Cỏ ấy. Ờ, lấy cho bò ăn. Ờ, không có là sợ là nó rậm rạp là sợ rắn rết lắm. Ừ, con rắn này. Con rắn này gọi là tù gì? Tù na. Tù na. Con rắn con éo ấy. Tuna. À Tuna. Tuna. Ở đây có cái mận rất là sai luôn. Đây. Cái mận này mận của nhà Xính à Xính? Của nhà cớ nhà Xính đấy. Cái mận kia của nhà em à? Nhà em à? Mận ngon không? Có ăn được không? À, tí nữa anh ăn một quả, hai quả nhá. Được không? Ờ. À, nhìn cây mận rất là sai, chíu chít luôn, chíu quả luôn. Nặng phết đúng không? Có nặng không? Không nặng à? Nhưng mà nó dính quá đúng không? Trơn lắm nhá, nhưng từ từ bình tĩnh nhá. Cố gắng một tí. Sắp xong rồi. Tuấn được quay bên rồi, Tuấn. Tạm dừng đi, quay bên này này, quay bên này đi này, một cho nó đổi cảnh tí này. Em đặt vào thôi đúng không? À. Ừ, thôi cũng được, không vấn đề gì cả. Ở đây kệ nó. Thôi đấy, bây giờ là ok rồi đấy, xong đẹp rồi. Xong đẹp bên này rồi, còn bên kia nữa thôi đúng không? À. Rồi. Cào cào ra. Ừ. Rồi đi, sang bên kia đi. Đấy, phải rãnh to như thế này thì thoát nước nó mới thoải mái được. Rãnh bé quá thì nước nó về nhiều thì không thoát được. Hôm nọ thì em cớ cũng đảo rồi nhưng mà hơi bé. Ý. À, mỗi cái thước phim được lên sóng thì hy vọng rằng
Minh Hiếu tiếp tục nhận được sự trợ duyên của quý nhà hảo tâm cũng như là cô bác Mạnh Thường Quân ủng hộ cho em Cớ có được cái kinh phí xây cái ngôi nhà. Hiện tại thì kem mù xính bé em đi vào nhà đi, thì nó bùn bắn hết rồi vào đây. Cái này chắc không cần vào cho bà xe rùa đâu, cái này cào đi luôn được. Cái đất này chắc không cần vào cho bà xe rùa hay cho có cần cho bà không hay là cào đi luôn. Xính ơi, xính đi xem nước bể còn ấy không. Không có, là nước cái bể này đầy rồi đây này. Đấy. Cái bể nhà em Cớ này chắc được khoảng hơn một khối gì đấy. Cũng gần như là hết hạn sử dụng rồi. Cái bên đằng kia là nó chơ hết ra rồi. Bể này là có bao nhiêu nhà dùng em? Cái bể của nước em, nước của em là bao nhiêu nhà dùng? Nhà em với nhà anh Sử à? Em Sử à? Ô, kem mù. Đi với bà nội đi. Đi với bà nội đi rồi. Kia đi. Kia đi, ủa chị Tàu đâu? Cho vào chưa? Nước đầy không? Chưa đầy thì cho vào nước của nhà chính đi. Nhá. Mai đấy. Thấy chưa? Mai là túi bóng là mang đốt nhá, Cớ nhá. Túi bóng dầu gội này mang đi đốt hết nhá. Xem làm cái hố rác ở đâu đi. Hôm nào làm chung với xính cái hố rác đi. Đấy, em thấy chưa? Túi bóng là nó chôn xuống là nó không bao giờ nó mục được. Nhựa là không mục được. Đây, làm cái ránh thoát nước cho nó sạch sẽ đi. Chỗ này này, chỗ đi ra bể này. Tí nữa ra chỗ nhà xính kia lấy mấy hòn đá về đặt vào cho nó sạch sẽ. Cái chỗ này này để bước cho nó sạch sẽ. Không có bẩn quá nhà đúng không? Mưa về đây này, con ngan con nghiếc nó ở đây nó đi lại nó không được sạch đấy. Bà ấy, Minh Hiếu cũng đang nói dở về cái kinh phí nhà em Cớ thì mong rằng là tiếp tục nhận được sự trợ duyên của quý nhà hảo tâm để em Cớ có một chút kinh phí, nếu mà nhiều thì Minh Hiếu sẽ xây, còn ít thì khả năng là thay cái mái thôi, vì xây thì kinh phí nó tương đối là nhiều, còn sửa thì bây giờ thực ra là Minh Hiếu cũng không biết là sửa cái gì trước. Tường thì như thế này các bác đã nhìn thấy hết rồi. Tường là cũng hết hạn sử dụng rồi. Đấy, còn cái mái thì cũng vậy. Nếu mà làm được thì cũng nên bỏ hết những cái cũ đi. Xây lại cái mới. Đấy, chỗ đấy là... Đấy, em thấy cả vỏ xà phòng các kiểu ở đây kìa. Đúng không? Gần nhà mình như thế. Vỏ xà phòng thì Mai bảo mọi người là để gọn gàng vào. Cái vỏ dầu gội kia nữa cũng thế kìa. Tí nữa em đi lấy mấy hòn đá về để đấy luôn nhá. Ở đây trơn lắm này. Đây cái bể này là đang bị treo rồi.
Bể này làm năm bao nhiêu em? Bể này làm được bao nhiêu năm rồi? Ngày trước em khác xây à? Em khác xây à hay là ai xây cho? Ai xây, em khác xây à? Hay là ai làm cho? Anh trò kia làm á. À, anh trò làm à? Sao làm cái bé thế? Làm đấy. Năm bao nhiêu là ở dưới này à? À, đây. Cái gì đây? 2010. À, 13 năm rồi. Cái bể này gần bằng tuổi Sính ấy. Sính là 2009 đúng không? Sính là sinh ngày bao nhiêu? Sinh ngày bao nhiêu? Ờ, nhưng mà ngày bao nhiêu? Sính. Không nhớ à? Hôm nọ dậy rồi, phải nhớ năm sinh chứ. Nhớ tên tuổi năm sinh ở đâu chứ. Đấy, chỗ này là phải nói là phải giải quyết đi cho em cớ một tí. Không có nhìn là rất là căng đét luôn chỗ này. Đấy. Mọi thứ luôn, rác các thứ, vỏ xà phòng rồi là dầu gội. Đấy, tí nữa em đi lấy mấy hòn đá về đặt vào cho sạch nhá cớ nhá. Cái ránh này cơ bản như thế là ok rồi. Đào nó to như thế này để cho nó thoát nước, không có là nước mưa to quá về thì nó thành ngập úng đấy, nó ngấm vào cái chân tường này thì rất là nguy hiểm, bởi vì trước mắt thì cũng chưa có kinh phí để làm nhà của em cớ. Thì mình Hiếu cùng với cũng bảo em cớ là làm cái việc như thế đó, bởi vì những cái việc này là nó không cần kinh phí, em cớ cũng có thể là làm được. Đấy. Không có là mưa to về là thời gian này đang chuẩn bị vào mùa mưa nữa. Em có thể đi lấy mấy hòn đá về đặt vào đấy được. Thi thoảng mình đi rửa chân này. Ở đây thì không có cái đá kiểu dài dài, không bằng đá này. Ở đây toàn trơn trơn kiểu này thôi. Không có cái kiểu đá miếng dài kia. Đá ở suối kia nó mới đẹp cơ. Đấy. Và mình Hiếu cũng mong rằng là thông qua cái thước phim của Minh Hiếu được lên sóng ấy, tiếp tục nhận được sự trợ duyên của quý nhà hảo tâm cũng như là Mạnh Thường Quân, có những cái khoản kinh phí để giúp đỡ em cớ có được cái tiền để sửa cái xây cái ngôi nhà mới, nếu được thì xây nhà mới, còn phương án cuối cùng nếu không được thì có lẽ là Minh Hiếu sẽ quyết định là thay cái mái thôi. Đấy, còn những cái hạng mục khác thì khả năng là bởi vì động tới thì khả năng là rất nhiều tiền nên là tính là như vậy. Mình Hiếu xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Có lẽ là đến đây thì thời lượng video của Mình Hiếu xin khép lại ở đây. Hy vọng rằng quý bác anh chị luôn luôn ủng hộ và dõi theo video của Mình Hiếu. Cuối cùng, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.